câu nói ngầu nhất của Thái hậu. Trong mắt ai già, không chứa được thứ dơ bẩn. Nghèo nàn, thật nghèo nàn. Hoàng đế thân là quân chủ, lại nở ra tay với hoàng hậu của mình. Hoàng đế ai già thấy con đã bị thất tâm phong rồi, ai già cần phải nghe người khác nói sao? Con đã làm những gì cho cô ấy, ai già không có thấy được sao? Hỗn xược, chỉ dựa vào chút khả năng như vậy của ngươi, chẳng qua chỉ là dùng sức trâu làm tổn thương người khác. Nếu ai già bị mất mát gì đó trong thủ thuật tổn con của ngươi như vậy, thì không phải trời giông ai già sao? Hoàng đế làm sao triệu cáo thiên hạ nguyên nhân phế hậu đây? Nếu là ai già, ai già sẽ giết hết bọn họ treo trên tường thành để thị chúng, như vậy mới bịt được miệng của bá tánh chứ. Đúng là miệng lưỡi công phu nhiều đường lắc léo, đảo lộn thị phi. Sao hoàng nghịch nương lại tới đây? Nếu ai già không tới đây, làm sao được mở rộng tầm mắt, được chứng kiến cảnh độc phụ muốn hại đích tử chứ.